Sao Vàng Nhật xin chào tất cả các bác. Hôm nay lâu lắm em mới về được cái chiếc máy lọc khí VIP của Panasonic. Một con có cái mã là FVXP90 các bác này. Công nghệ Nano X nhé. Công nghệ Nano X cho hiệu quả khử khuẩn gấp 10 lần nano thường luôn. Đấy, một con công nghệ Nano X các bác. Đấy. Siêu phẩm máy lọc không khí Panasonic FVXP90. Các bác có thể vào Google các bác tìm kiếm nhé. Một con máy các bác nhìn nó quá là khủng luôn, thiết kế đồ sộ, mặt gương hai cánh các bạn nhìn cái cánh nó các bác nhìn là khủng nhá, cái cánh này nó thiết kế cho cái luồng không khí ra đối lưu, đấy, tỏa đi đều khắp phòng luôn, các bác nhìn cái cánh của nó rất là cầu kỳ luôn nhé. Một con Panasonic phun tất cả các loại cảm biến luôn, nào cảm biến ánh sáng, cảm biến phát hiện người, cảm biến bụi, cảm biến mùi, cảm biến chống nghiêng đổ, báo phần trăm độ ẩm. Đấy, deep nhất của nó là công nghệ Nano X các bạn. Hình thức rất là đẹp nguyên bản nhé. Con này của nó công suất là 88W, series máy là 2067, đời 2018 các bạn này. Đấy. Đấy, cực đẹp luôn, V90. Một con máy khủng, khủng long. Con này thì em vẫn để nguyên điện 100V. Vì rất là nhiều các bác thích điện 100V mà con này công suất nó lớn, cho nên là mình cắm điện biến áp ở ngoài cho nó an toàn. Vì con máy này nó khá đẹp, không muốn đấu biến áp bên trong các bạn ạ. Chỉ bỏ ra vệ sinh thôi, nhưng còn con này em không đấu biến áp bên trong đâu. Để dành cho các bác thích hàng VIP nhá. Đẹp. Thỉnh thoảng nhập thêm hàng VIP để bán phục vụ các bác, như bán hàng bình dân mãi thì nhiều bác khách hàng quen có nhu cầu mua hàng VIP thì lại không có. Đấy, toàn bộ là tạo ẩm zin hết các bạn này. Con này nó quá khủng rồi, dùng cho phòng khoảng được 60 mét vuông các bác nhé. Sang trọng hiện đại. Mặt dâng. Màng HEPA zin theo máy vẫn còn rất là ok nhá. Đấy, đang zin theo máy. HEPA zin theo máy các bác nhá, còn đẹp. Màng than hoạt tính này cũng zin này, rất là dày luôn. Một con máy khủng long bạo chúa luôn, VXM VXP90 cực đẹp nhá. Trên này của nó có các cái nút này thì về cơ bản thì cũng giống các máy khác thôi các bác, hẹn giờ khóa trẻ em này. Các chế độ lọc khí này, bù ẩm này, tắt bù ẩm đi. Này lọc khí điều chỉnh lọc khí các kiểu hai cánh vậy, cảm biến ánh sáng. Con này em bán là 4.6 triệu nhá, bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển. Này. Các bác nào có nhu cầu các bác alo. Chào các bác.